Vụ xả súng mới đây tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ khiến 6 người phụ nữ gốc Á thiệt mạng, không chỉ phơi bày hành vi thù ghét, từ phân biệt đối xử, chửi rủa đến hành hung đối với người gốc Á và châu Á tại Mỹ, mà ở khắp nơi trên thế giới, sự gia tăng hành vi thù ghét với cộng đồng gốc Á và châu Á được ghi nhận từ Canada, Ý, Nga, Brazil, Mỹ đến Anh, New Zealand và Úc, v.v. Trong năm qua, khi đại dịch COVID-19 lan rộng ra toàn cầu, ngày 22 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực gia tăng nhằm vào người châu Á và người gốc Á tại một số nước kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Một số nạn nhân người gốc Đông và Đông Nam Á kể lại những hành vi thù ghét mà họ gặp phải, từ né tránh trên xe lửa đến chửi rủa và hành hung. Theo đài CNN, ngày 22 tháng 3, một trong những trường hợp đáng lưu tâm là vụ 4 người đàn ông da trắng hành hung một giảng viên đại học ở miền Nam nước Anh. Ông bị đấm vào mặt, đá vào người và bị chửi rủa bằng những câu nói đậm chất phân biệt chủng tộc như virus Trung Quốc, cả khi ông đang nằm trên mặt đất.